các bạn đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm của siêu phẩm loa nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp loa Empire 9000 Jordan, một trong những cặp loa sở hữu cấu hình cũng như chất âm được nằm trong top 1 trong 10 cặp loa có sự ảnh hưởng lớn nhất trên toàn cầu. Với chất âm của giới sành nghe và khó tính nhất trên cặp loa, có độ đẹp và độ sang trọng tới từng cm, được xếp hạng là một trong những cặp loa quý hiếm ở thị trường trong nước với cặp loa Empire 9000 Jordan. Chúng ta cùng ngắm nhìn cũng như cùng thưởng thức chất âm của tuyệt phẩm loa nổi tiếng. Rất là ít khi, tôi lưu ý rằng ít khi chúng ta mới được chiêm ngưỡng và được thưởng thức chất âm cũng như được ngắm nhìn những tuyệt phẩm loa đẹp được máy quay. Ở phần vân gỗ ở những chi tiết nhỏ nhất trên cặp loa Empire 9000 Jordan. Sở hữu chiều cao 80, ngang 55, trên trọng lượng đạt tới 80 kg cho cặp loa. Ta thấy được rằng nó là một tuyệt tác âm nhạc trưng bày trong phòng khách rất là tuyệt vời. Đây là một cặp loa sở hữu cấu hình chất âm của giới sành nghe cũng như và quan niệm phong thủy, thì đây là một trong những cặp loa quý được trang bị hai tấm đá thạch anh phong thủy cực đẹp, được người Mỹ trau chuốt rất đẹp trên phần nóc loa. Hai tấm đá này chúng ta có thể bỏ rời, nó nguyên một cái khay gỗ phía bên dưới và một tấm đá được cả trang trí thêm bên trên. Ở đây thì tôi cũng lưu ý với quý vị rằng không phải tấm đá này ngoài nhiệm vụ phong thủy ra thì chúng ta thấy rằng nó là một trong những sự hỗ trợ cho giải trầm. Chúng ta thấy rằng giải trầm của nó nén cho tiếng mát xuống sâu thẳm và nó rất là mềm. Đó, quý vị mở nhỏ xíu nghe tiếng trầm nó rất là mềm. Với một bát 40 đánh úp gầm, gân vải lụa tẩm dầu, xương đúc từ lớn tới 22, bát 40 từ 22, đánh úp gầm. Chúng ta biết rằng nó bỏ ra quy lực của A3 bánh bò căng cước. Chất âm tương tự với A3 bánh bò căng cước thì chúng ta thấy được rằng nó chơi các dòng nhạc vàng tiết tấu chậm rãi, và với Empire 9000 Jordan thì nó lại chơi phong cách đa thể loại nhạc, từ tiết tấu chậm rãi, nhạc vàng, nhạc bolero hay trữ tình, thì nó lại chơi rất là xuất sắc những dòng nhạc tiết tấu nhanh như nhạc sàn, nhạc remix và nhạc trẻ. Đây là ưu điểm và sự khác biệt trên cặp loa quý hiếm này. Một bát 40 đánh úp gầm, xương đúc, gân lụa tẩm dầu từ 22. Phía mặt trước của nó là nguyên một cái bảng được thiết kế một quả trung âm 16 và một quả, đây là một quả trung đô 16 từ bọc đồng đỏ gần bằng mặt loa, và một quả chép đô 12 từ bọc đồng đỏ gần bằng mặt loa. Tôi lưu ý rằng nguyên bộ từ của bát, trung âm và chép đều được bọc đồng đỏ thì nó rất là kinh khủng. Bảng vân tần chạy nguyên toàn bộ đắt tiền, khác biệt với tất cả các cặp loa thông thường. Với cấu hình của cặp Empire 9000, quý vị có thể thấy được rằng đây là một trong những cặp loa sở hữu có cấu hình phong thủy hỗ trợ cho gia chủ khi có cơ hội sở hữu được những cặp loa này ở những không gian nhà mới, hỗ trợ về phần tâm linh cho chúng ta cực kỳ là tốt theo phong cách của phương Tây và xếp hạng của phương Tây, thì đây là một trong những cặp loa quý. Ngoài ra chúng ta có thể thấy được rằng nó được trang bị
đục chạm trỏ từng đường nét trên cặp và rất là tỉ mỉ. Đó, phần dưới chân của nó thì được làm theo hình lục giác và phía bên trên thì các gờ chỉ tròn và bộ ê căng bằng đồng thau. Mình lưu ý nhé, căng của nó là bằng đồng vàng luôn ạ, đúc bằng đồng vàng luôn. Đó, nằm phía dưới chân của bát nó úp đánh úp gầm và nó sẽ thoát hơi vào vị trí đường kính tròn xung quanh của cặp loa. Bởi vậy nó mang lại cho âm bát lan tỏa đều khắp căn phòng cực kỳ là tuyệt vời. Logo của Empire dưới chân, phần mặt trước của nó được xi vàng 24K, có thể soi gương trên vị trí của cặp loa. Đây là những cặp loa quý. Chúng ta thấy được rằng với phong cách của đá phong thủy quý hiếm cũng như là phần mặt trước mạ vàng cũng như là không được đóng bằng gỗ quý, với một cặp loa chúng ta không còn mong đợi điều gì hơn. Và một điều mà tôi lưu ý với quý vị rằng đây là cặp loa sở hữu có uy lực rất mạnh mẽ cho những không gian lớn từ hàng trăm thậm chí vài trăm mét vuông. Quý vị thấy rằng là với gian hàng của tôi là 140 mét vuông và nó rất là rộng, khi mà để cặp loa này chỉ cần nhích cái volume một chút thôi, mở những dòng nhạc kể cả thậm chí là bolero, quý vị thấy rằng tiếng trầm của nó đánh rất là tốt trên cặp em này chính vì. Và hệ thống trung âm của nó thể hiện cực kỳ là chi tiết với giải chép trong suốt cũng như trung âm cực kỳ là ngọt ngào. Đó, quý vị thấy không, tôi đang mở tín hiệu từ trên TV đó. Ngờ như không biết hãy tìm quên đi, rất mềm mại và rất ngọt ngào. Bát của nó thẳng nghe cực kỳ là từ khi anh lỡ cất mất. Khi mà chúng ta chơi những thể loại nhạc tiết tấu nhanh, quý vị sẽ thấy được rằng lực bát đánh như sấm, và khi chuyển qua một vài dòng nhạc trữ tình và bolero, quý vị có thể thấy ngay được rằng nó thể hiện cực kỳ là ngọt ngào và chân thực. Đó, du dương. Đây là một trong những dòng loa mà được anh em xếp hạng là có chất âm gây nghiện. Bởi vậy chúng ta thấy được rằng nó với chất âm tương tự như AR và phong cách chơi đa thể loại thì nhạc hơn AR3 đánh bỏ căng cước thì trên cặp Empire 9000 Jordan còn đang mới và đẹp long lanh tới từng cm. Cũng có thể nói rằng một cặp loa đẹp nhất Việt Nam hoàn toàn, quý vị sẽ không tìm thấy cặp loa đẹp thứ hai, cực kỳ là hiếm. Trên kênh của tôi đã bán một số cặp màu sẫm rồi, màu vừa rồi, và những cái cặp mà màu gỗ còn đang là nâu vàng tươi đẹp như thế này thì chúng ta thấy thùng gỗ thịt của nó thì cực kỳ là hiếm, từ tấm đá cho tới phần chi mạ vàng của mặt trước của loa. Như vậy chúng ta thấy được rằng một cặp loa được thiết kế và được sưu tầm tới toàn vẹn tới từng cm trên cặp Empire 9000 Jordan trên kênh của Toàn Audio Nam Định luôn dành cho anh em có phong cách màu đẹp nhất với ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Mời anh em cùng thưởng thức tiếp theo. Sự thể hiện ngọt ngào chân thực mang lại cho chúng ta thưởng thức âm nhạc sau những ngày giờ làm việc mệt nhọc, quý vị sẽ thấy được rằng